đà hứng khởi từ hai tập trước. Ở tập thi này, những thí sinh nào sẽ lộ diện và dòng hát tài năng nào sẽ chinh phục được các huấn luyện viên? Nắng thu buồn nhộn vàng ngõ trúc giang, từng nhịp dòng đưa mẹ hát tiếng nghe buồn. Tục là những màn tranh đấu của các huấn luyện viên. Mọi thứ đó quá rõ ràng trước mắt vậy mà không manh động làm sao được. Quá hay, quá hay. Quan trọng là được sở hữu một cặp đôi như thế này là một điều rất là may mắn của các huấn luyện viên. Và chắc chắn nếu con về con sẽ là ngôi sao. Phải về đội của chú. Ai sẽ là người chiến thắng? Chắc ngay. Mình rất là muốn được giải lời nguyền đó Vũ. Ủa, giờ không tin được. Cái này gọi là ý trời. Trời ơi, cao xanh ơi. Vàng thực hiện. Con đến từ Long An, dòng nhạc yêu thích của con là dòng nhạc bolero. Và con theo đuổi dòng nhạc này từ khi con còn rất nhỏ. Con thích dòng nhạc bolero và trữ tình dân ca. Khi con còn nhỏ mẹ con thường hát ru con ngủ cho nên là lớn lên con cũng thích dòng nhạc ấy. Khi mà con được ban tổ chức thông báo là con hát chung về Hoài An thì con rất là vui bởi vì con được có bạn mới. Và trong khi tập thì con có vài khó khăn đó là ở xa cho nên không tập được nhiều. Do là giọng của con với giọng bạn nam là giọng nam với giọng nữ cho nên là đôi lúc có một chút khó khăn về cao độ. Mặc dù là có khó khăn trong lúc luyện tập nhưng mà so với độ tuổi của con và bạn nam cũng có điểm tương đồng nhau cho nên là cũng hiểu ý nhau. Bây giờ mình cố gắng để lên sân khấu biểu diễn cho thật tốt nha. 2, 3, yeah! Mẹ lượm từng bông bưởi trắng con gối đầu. Mẹ kể chuyện xưa bông bưởi qua cao. Mẹ dạy từng câu hò lý ca dao. Nắng thu buồn nhộn vàng ngõ trúc giang, từng nhịp dòng con chợt nhớ giường cao trước cửa và con chợt nhớ giường bưởi sau hè. Mẹ không còn lượm từng bông bưởi trắng, cơn nhẹ gió bông bưởi rung đầy sương. Con sẽ nhớ giường bưởi trong đời, để khi nào mùa vào thu rung lá, con lại nhớ bông bưởi rung đầy sương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ con tìm về cây xưa, xưa con tìm, con tìm về cây xưa, cây xưa. Con sẽ nhớ rừng cao ấy mãi, và con sẽ nhớ rừng bưởi trong đời. Để khi nào mùa vào thu rụng lá, con lại nhớ bông bưởi rụng đầy sơ. Sự lựa chọn ba cặp đôi và sự lựa chọn cuối cùng đến từ đội gia đình Khả Như và Ngô Kiến Huy. Rồi bây giờ làm quen. Chào hai con. Hai con giới thiệu đôi nét về mình, hai con tên gì và đến từ đâu, bao nhiêu tuổi? Dạ con tên là Hoài Nam, con đến từ Long An, con 14 tuổi ạ. Long An, 14 tuổi còn con. Dạ con tên là Hoài An, năm nay con 14 tuổi và con đến từ thành phố Quảng Ngãi. Bây giờ xin mời ba cặp đôi giám khảo, huấn luyện viên sẽ nhận xét. Và cặp nào bấm trước thì ưu tiên cho chia sẻ trước. Xin mời cặp gia đình vui vẻ. Hai con làm cho mọi người chìm đắm trong bài hát của các con và cảm nhận được tình cảm chân thành của các con. Không phải bài hát hay lúc nào cũng cần phải là một bài hát phô diễn quá nhiều, mà quan trọng là mình hát bằng tình cảm chân thành của mình và mọi người cảm nhận được điều đó. Hai con làm được điều đó và nó thực sự rất là thuyết phục. Và bây giờ thì cô nghĩ rằng là ba cái đèn màu xanh đã sáng lên thì chắc các con cũng biết rằng là mọi người đều rất là muốn được đón chờ các con về với gia đình của mình. Và dù bấm trước hay bấm sau thì giờ cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là được sở hữu một cặp đôi như thế này là một điều rất là may mắn của các huấn luyện viên. Cảm ơn cô chú. Và chú phải nói riêng Hoài Nam nè. Cái giọng con á, nó rất là mộc mạc mà chú không hiểu tại sao mà khi con hát bài đó chú lại muốn khóc. Nói chung là chú là một người mà mang tiếng là khóc ở trên sân khấu này hơi bị nhiều. Nhưng mà mỗi khi mà hát về những cái bài tình ca quê hương hoặc là những cái bài mà gợi nhớ đến cái sự nghèo khổ nhưng mà lại rất là đầy kỷ niệm của người Việt Nam mình thì chú lại rất là nhiều cảm xúc. Và hai con làm cho chú gợi nhớ được cái cảm xúc đó. Và hy vọng là hai con sẽ cho cô chú cái cơ hội để mà giúp cho con hai con tiến xa hơn nữa ở trong cái nghề này. Chú biết là cái cơ hội mà con về cái đội ngay giữa nó nhiều lắm, là tại vì cô Cẩm Ly là chuyên trị những cái nhạc mà dân ca như thế này. Nhưng chú chỉ muốn nói cho con biết là khi mà cặp đôi Đức Vĩnh, Quỳnh Anh hát vào cái chung kết thì chú đã mời cô Hương Lan dạy cho hai cháu hát. Không cấp thì cũng ra xe. Chú nói thật là tại vì chú biết cái sự hạn chế của mình trong cái cách xử lý nhạc dân ca, tại vì nó không phải sở trường của chú. Nhưng chú biết cái gì hay, cái gì dở, và chú có những người xung quanh mình để mà có thể hỗ trợ cho mấy con một cách mà chuyên môn nhất có thể. Người mà hát nhạc của chú Bắc Sơn hay nhất chính là cô Hương Lan,
và cô Hương Lan là chị hai của chú, và chú đã từng mời cô Hương Lan lên dạy cho các cháu hát trên chương trình này, thì còn gì phải chần chờ nữa, con hiểu không? Cho nên là chú chỉ mong là hai con, cho chú cơ hội, chú sẽ làm tất cả để mà có thể giúp cho hai con tỏa sáng nhất có thể. Yeah. Xin được cảm ơn chú Dương Trường Hữu, mời cô Ly chia sẻ. Bây giờ cô nói về tiết mục này nha. Thứ nhất, tụi con có một cái sự đầu tư về trang phục rất là kỹ, hai chiếc áo dài rất là dễ thương. Thứ hai nữa là hai đứa rất là vừa tầm với nhau, rất là đẹp, đẹp đôi trong cái tiết mục của mình. Có thể là tụi con chưa trọn vẹn trong ca khúc này, tại vì mình chưa có lớn, mình chưa có cái đủ mà cái độ chín mùi để mà làm trọn vẹn từ trên cái nốt cao xuống cái nốt thấp. Nhưng mà đối với cô ở cái tuổi tụi con vậy là tụi con làm rất là tốt rồi. Và quan trọng là cái hồn mình thổi vào đó. Cho nên là cô chú cũng mong muốn cặp đôi của tụi con về đội của cô chú. Đúng rồi. Rồi mình sẽ chỉnh sửa những cái mà những cái khuyết điểm của con, những cái yếu điểm của hai đứa con ở chỗ nào cô có thể nhìn ra, cô có thể tự tin là cô sẽ sửa được. Về cái dòng nhạc dân ca này, nó thật sự không phải là sở trường của Như với cả chú Huy ở đây. Huy không phải luôn. Nhưng đây là cái màu mà đội của cô Như chưa có, và chắc chắn nếu con về con sẽ là ngôi sao. Và con ơi, cái gì nó độc nhất thì nó sẽ được dành tốt và nhất. Tất nhiên là khi mà được hỗ trợ để mà các con luyện tập á, chắc chắn sẽ là những người giỏi nhất để làm việc với các con, bởi vì cô chú cũng muốn những điều tốt nhất. Bây giờ chú muốn bổ sung thêm một điều nữa, chú phải công nhận là hai đứa rất là đẹp, đẹp trai, đẹp gái nữa, thì đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và thấy cái cách hai đứa mặc đồ nó rất là cách tân, cho dù nó áo dài nhưng mà rất cách tân, cho nên chú nghĩ là hai đứa cũng có những cái sự hiện đại ở trong chính con người của mình. Mình hát nhạc quê hương dân ca với một cái tinh thần hiện đại, mình có thể yêu quê hương với một cái tâm hồn mà cởi mở của năm 2018. Tại vì biết là cô Cẩm Ly chuyên về dân ca, cái điều đó điều hiển nhiên rồi đúng không? Cái đó là chả có gì bàn cãi nữa hết. Nhưng mà đôi khi mình phải có những cái quyết định nó táo bạo và nó có thể mang lại cho mình những cái thành công. Có những... nghĩa là phải về chú Dương Triệu Vũ thì là... Yes, chính xác. Táo cái đó là cái điều mà chú muốn. Nhất là bên nhóm táo bạo bên này. Các gia đình xin phép, các gia đình của chúng ta bình tĩnh. Bây giờ các gia đình bình tĩnh, chúng ta ai cũng đã nói cái ý kiến của mình rồi. Thì bây giờ chúng ta cho hai cháu nói cho đi. Các bé đưa ra cái quyết định, tại chúng ta càng nói các bé bị càng rối. Dạ, cho nên hai con thân mến, các gia đình có vẻ như là đang rất là hồi hộp chờ đón các con về. Và điều quan trọng là chú muốn hai con thống nhất cái ý kiến và đưa ra cái quyết định của mình. Cô xin có ý kiến một câu nữa thôi. Thực sự là tụi con rất là giỏi, cho nên tụi con về đội nào cũng sẽ tốt thôi. Nhưng cô chỉ muốn nói một chút, có thể mình đến đây, trong đầu mình đã suy nghĩ. Đi đâu? Mọi người cứ bình tĩnh, ít khi nào tôi rời ghế lắm, hãy để cho tôi nói. Hoài luôn á chứ ít à. Ngày xưa cô đi thi. Ví dụ, à, ngồi ghế mọi người ơi. Ví dụ trong đầu mình đã suy nghĩ, mình sẽ chọn người đó. Ba mẹ mình đã dặn là mình phải chọn người đó. Thầy cô đã nói rằng là mình nên về đội đó là tốt nhất. Nhưng hãy nhìn kìa, người kia rất là chân thành, chú ấy nói rất là hay. Hãy có một cái quyết định nào đó táo bạo trong cuộc đời của mình. Bà Giáo ơi. Đây nè, hiểu ý chị Vân là vậy nè. Ví dụ giờ chú là hai con đi nha, là đang dự định là ba mẹ phải bắt vào đội này, nhưng mà thấy cái chân thành của đội kia nhiều quá. Đúng rồi. Thì bây giờ nè, em ví dụ em là hai đứa bé đó nha. Đó. Ba mẹ mình bắt đội mình vào đội của anh Vũ mà thấy đội Chi Ly chân thành quá, về đội Chi Ly. Các huấn luyện viên đã đưa ra rất nhiều lý do thuyết phục rồi, nhưng mình phải là người tỉnh táo nhất, mình phải là người đưa ra cái quyết định chính xác nhất, đúng không ạ? Xin mời hai bạn. Quyết định của Hoài Nam và Hoài An, các bạn sẽ về đội của vị huấn luyện viên. Dạ, tụi con xin về đội của huấn luyện viên. Nếu mà được các huấn luyện viên chọn thì con sẽ về đội với đội của cô Cẩm Ly, bởi vì con rất thích giọng nhạc của Cẩm Ly. Còn con, nếu như được các huấn luyện viên chọn thì con cũng muốn vào đội của cô Cẩm Ly, bởi vì cô Cẩm Ly là thần tượng của con. Các bạn sẽ về đội của vị huấn luyện viên. Chú Huỳnh Lập và cô Cẩm Ly. Chúc mừng đội Huy Lập đã có thêm hai thí sinh xứng tầm với nhau trong cả ngoại hình lẫn giọng hát. Tiếp theo sẽ là phần trình diễn của một cô bé vô cùng cá tính. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Khánh Linh. Mọi người nhìn con lớn như thế này thôi, chứ con vẫn còn rất là con nít lắm. Con thích xem những cái bộ phim trẻ con, nhất là phim Doraemon. Khi xem bộ phim đấy thì con cảm thấy rất là vui và hài hước những khi buồn hay rảnh rỗi. Đối với con thì
tất cả các thể loại con đều hát được. Nhưng mà thể loại con thích nhất đó chính là thể loại dân gian đương đại ạ. Và hôm nay con sẽ dự thi bài hát phố cổ vì con muốn tả về vẻ đẹp của phố cổ. Và con hy vọng là con sẽ hoàn thành tốt một bài hát này. Và con hy vọng là huấn luyện viên sẽ chọn con. Và mọi người sẽ cùng đón xem con biểu diễn như thế nào nhé. Bye bye. Con xin chào tất cả các vị huấn luyện viên cùng toàn thể mọi người đang có mặt ở đây ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Khánh Linh, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. 12 tuổi Hải Phòng. Đội của em thật sự là rất là tiếc khi mà không những cái cần này. Khi mà cân nhắc giữa hai cô chú với nhau thì khá là khó với màu sắc. Màu sắc của con rất là cá tính. Và cách xử lý của con cũng cực kỳ cá tính thì cô chú nghĩ là đội của chú Vũ với lại chị Ly sẽ có được gạt gần. Tại vì cái này là cái tuyệt đỉnh song ca, cho nên là cô chú luôn luôn phải đắn đo ở trong lòng là phải kết hợp với con với ai. Cái vấn đề của chú á là bây giờ là chú biết chú đang tìm người để bắt cặp cho ai luôn, và chú hiểu được là cái giọng sẽ đi đôi với nhau như thế nào, cho nên nó rất khó cho chú để mà xử lý trong chuyện này. Bây giờ ốc Du nghĩ sao? Tại vì Vũ đang hiểu rồi, biết rồi. Chưa bao giờ mà chú Vũ hỏi cô câu này. Tại thường là các cô và chú ngồi ở đây á, luôn gần như là trong tất cả các quyết định đều đồng cảm và hiểu được nhau. Nhưng mà riêng lần này cô biết là chú Vũ đang rất là đắn đo trong lòng. Thực sự là con sở hữu quá nhiều điều kiện thuận lợi luôn. Con xinh đẹp, con sáng sân khấu, con làm chủ giọng hát của mình. Con lại thực sự rất là cá tính nữa. Cảm ơn cô. Cái điều khó khăn duy nhất đó chính là tìm bạn nào đứng cặp với con để nó sẽ tạo ra những tiết mục mà phải thật sự là ăn khớp với nhau. Đó là cái điều khó nhất. Vũ ơi, mình rất là muốn được giải lời nguyền đó Vũ. À,
Dạ, chị Vân nói như vậy là em đã hiểu được cái lời nguyền như thế nào rồi. Bé quê ở Hải Phòng đó chị. Dạ. Ok, 1, 2, 3, chơi. Yeah, yeah. Em đi khỏi suy nghĩ nó mệt quá. Mọi người ơi, mọi người ơi, chúc mừng con đã về gia đình bên đây. Lời nguyền đã được hóa giải rồi nha mọi người. Lời nguyền đã được hóa giải rồi nha mọi người. Chúc mừng con đã giải được lời nguyền Đồng Hương Hải Phòng. Lời nguyền của cô Ốc đã được hóa giải và thí sinh tiếp theo lại đến từ Hải Phòng. Hãy chờ xem liệu cô Ốc có thừa thắng xông lên được không. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Phạm Bích Ngọc. Năm nay con 13 tuổi, con đến từ Hải Phòng. Đợt này con vào Sài Gòn thi thì con đi cùng với bà. Bà con năm nay 67 tuổi. Bà con rất là nghiêm khắc. Trong nhà con thì bà con là người quyền lực nhất. Tại vì là đa phần là kể cả bố, bác con hay là mọi người, nếu mà muốn làm cái gì gọi là trọng đại to lớn thì đều phải thông qua ý kiến của bà con. Trong việc đi thi thì bà con rất là thoải mái. Bà con bảo là chủ yếu là thi để con cọ sát, để con có thể mạnh dạn hơn. Chứ còn không được thì thôi, mà được thì càng tốt. Khi lên sân khấu thì con sẽ cố gắng hát thật là tốt để bà không mắng con nữa. Thật ra là con nói đùa thôi. Con muốn nhắn với bà là: bà ơi, con sẽ cố gắng thi thật là tốt để không uổng công bà đã lặn lội đường xa đưa con vào đây thi. Yêu bà nhiều.
phải nói là quá thu hút với cái phần cô dùng từ là biểu cảm của con trong cái bài Màu Hoa Đỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến. Bài này hát không phải dễ và phải có cái sự trải nghiệm. Mà con hát nó có cái chiều sâu và tình cảm rất là nhiều. Khi con lên những cái câu đầu tiên á, là đã thấy nó chỉnh chu trong từng câu hát, nó cũng có những cái bỏ nhỏ. Và khi vào bài hát rồi thì... Để con lên đây với con, để con không có bị đứng đơn côi ở trên sân khấu luôn ha. Tại vì em cũng chọn bé đó. Gì? Em cũng chọn đó. Hồi nãy thật sự luôn, lúc mà đội của chị Ly với lại Lập chọn á, em nhìn mà giống như em bị hoa mắt á, em nghĩ không phải đâu, không phải đâu. Có mình chọn tại cái đèn nó chiếu xuống ra màu xanh. Hồi nãy cô Ly nói rất là chính xác. Thật sự. Con hát nó có một cái chiều sâu mà chú không nghĩ là một đứa cô trẻ bé, như rồi. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con xin chào 6 vị huấn luyện viên và toàn thể mọi người ở đây. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Bích Ngọc. Năm nay con 13 tuổi rưỡi và con đến từ Hải Phòng ạ. Dạ, chị Vân ơi. Hải Phòng. Định mệnh. Em cảm giác là cái lời nguyền nó sẽ xuất hiện khi mà có một đội tranh giành nữa. Không, lời nguyền đã được hóa giải. Không, và từ chị khi lời nguyền được hóa giải, vận may sẽ tới. Thôi đừng có nhắc cái lời nguyền gì nữa hết á. Nè, bây giờ tập trung chuyên môn đi. Thôi, bây giờ mình nghe chú Vũ nói nha. Nói chung là chú rất là ấn tượng bởi cái tiết mục của con. Con hớp hồn chú từ ngay cái câu hát đầu tiên. Và chú đã phải gạt cần và chú đang tìm một cái màu sắc giống y chang như con. Tại vì chú đã có một bạn và chú nghĩ là bạn này nếu như kết hợp với con nó sẽ dã man lắm. Là tại vì hai đứa có được cái sự chín mùi trong giọng hát và kể cả cái sự điêu luyện nữa và cái chiều sâu. Cho nên là chú rất tha thiết mong là con sẽ về đội của chú, là tại vì chú biết chắc chắn chú sẽ làm gì với giọng hát của con. Nhưng mà bây giờ con rất may mắn khi có được cả cô Cẩm Ly cũng chọn con, có nghĩa là cô chú đều đánh giá con rất cao. Con có về đội nào đi nữa thì cô chú nghĩ là con cũng sẽ tiến rất xa. Cho nên là bây giờ con hãy tự tin lên, hãy quyết định thật đúng đắn cho cái tương lai của mình. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Okay. Chú nói một cái, bên đội chú cũng có một bé bằng cái đầm đỏ giống vậy nè, đó cũng hát rất là dữ dội và khuấy động cả một cái sân khấu này. Và chú sẽ lặp lại thêm một cái giống như là một cái quy trình, chú cũng có một cái thứ nước màu đỏ cho con nữa. Trời đất ơi, cái chiêu nè con tặng cho bạn Tèo một cái loại nước trùng với màu áo của bạn, uống xong về đội của Tèo nha tí. Là bé kia cũng uống cái nước này luôn, đó là nước ép dưa hấu đó, mình uống vô mình thấm giọng nha. Đó, uống vô mình mát da, khỏe người, mình hát tốt nha con nha. Rồi. Cô vuốt cái cọng tóc này cho con nha. Con đang bị viêm họng. Con đang bị viêm họng, để dành uống. Chú có thuốc. Có thuốc liền tại chỗ cho con luôn. Lập. Dạ. Em bình tĩnh. Cô muốn nói một tí là tại vì đối với cô thì khi cô nghe một thí sinh hát hoặc là một người nào hát, cô cảm nhất là cái phần hồn. Và trong cái bài hát này, cô thấy ít có ai hát lắm. Chỉ người lớn, tại vì cái nội dung của bài hát. Cho nên là khi con hát mà con truyền tải cái một cái bài hát này, đúng là không thể nào nghĩ được một bé gái hát như thế. Cô Ly nói chú mới nhớ một điều, là ở trên cái chương trình này chú nổi tiếng là mít ướt. Mà mít ướt vì cái gì? Vì hai lý do duy nhất thôi. Một là quê hương, hai là vì gia đình. Bây giờ chú đã hiểu lý do tại sao chú bắt buộc phải gạt cái cần cho con từ ngay câu đầu tiên. Là tại vì cái câu đầu tiên của con nó có chữ Việt Nam ơi và cả mẹ nữa. Cho nên là không thể nào không chọn con được. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Bây giờ con chọn đi. Bây giờ con chọn. Bây giờ là tới quyền của con. Gì vậy? Dũng. Thôi con cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Bây giờ cô đi về chỗ của cô. Hôm nay con hát bài Màu Hoa Đỏ. Này, son đỏ này, váy đỏ này, váy đỏ. Đi lấy đâu mà đỏ? Váy đỏ chỗ nào? Chị nhầm chỗ, có hoa đỏ. Và ở cái thành phố Cảng ấy con. Nữa rồi. Không nhắc tên, thành phố Cảng. Hoa phượng đỏ chứ gì. Hoa gì đúng rồi, hoa gì màu đỏ nhờ. Đấy, phượng đỏ. Đấy, nó có duyên. Bây giờ nè, để cái gia đình công lập người ta nói cho nghe. Ôi, người ta gần tới cái lúc mà bé lựa chọn rồi. Thật ra như thế này nè bé, khi mà con ra đây mà con chưa thi, nhưng mà con cũng có trong đầu con sẽ chọn đội nào, đúng không? Trong đầu của con chắc chắn là có. Và khi ra đây ai cũng có những cái lợi thế rất là tốt. Và quan trọng là con tim mình muốn cái gì nè. Chú Vũ là yêu mến nè, màu hoa đỏ đang ngồi đó nè. Còn cô Ly, người đàn bà quyền lực. Còn chú Lập thì đây, quá đây, nhiệt tình. Đây. Hồi nãy là cô Vân là nói rằng là đầm đỏ, son đỏ đúng không? Nhìn chú thì chú không có cái gì đỏ hết ngoài trái tim nha con.
Nói là em không có tim đó Như. Bây giờ mình tham gia một cuộc thi, bây giờ do nhẹ nhàng, nó là một cuộc chơi của bản thân mình. Hãy chọn cái gì mình thích nhất, nhẹ nhàng, thoải mái nhất, tự tin nhất, đến với người đó mọi thứ sẽ thành công. Bây giờ cô đếm 1, 2, 3, con nói cái đội đó ra ha. Rồi, 1. Cô không chọn con này cô. Cô không chọn con này cô. Cô cũng không chọn con. Cô nói thật là cô rất là thích. Cô đừng tâm sự nữa, cô đếm 1, 2, 3 đi. Cô không tâm sự nữa nhưng mà tại vì cô giành không lại. Đâu chắc gì cô. Đâu có chắc chết tôi rồi. Trời ơi, về con liền á. Mọi người ơi. Gì vậy? Mọi người, có gia đình của Quẹo Lựa, gia đình nè mọi người. Ủa là sao? Tức là bé hỏi ông chọn đi. Như. Nè, giờ chị dùng quyền năng. Yeah. Ủa rồi con chọn chưa? Mày chưa, bé chưa chọn gì hết, bé chưa chọn. Bây giờ con sẽ đếm 1, 2, 3 rồi con giờ chọn. Giờ cô đếm 1, 2, 3 nha. 1. Như. 2. Xuống đây lên cho chắc đi. Nhục quá thì tôi đi. Đi xuống đi rồi đi lên. Ok, bây giờ chú đếm nha. 1, 2, 3. Dạ, con xin chọn đội của chú Ngô Kiến Huy. Lời nguyện quay trở lại. Ủa con. Dạ. Ủa sao vậy? Ủa. Đau lòng quá vậy. Thành viên mới gia đình em nha mọi người. Mọi người. Chào. Thôi không có con đỏ, váy đỏ, hoa đỏ gì nữa con ạ. Tại cô đứng ra cho nên cháu mới vậy đó. Ê, cho chú ôm con cái. Ủa con bé. Ủa giờ con lên được. À chú, con còn được lấy nước không mà chú? Khoan. Con bé hỏi còn được lấy nước không kìa. Ủa con bị viêm họng mà uống chi nước con. Nhưng mà thi xong là con được về nghỉ mà. À thi xong được về nghỉ lực, hả con? Lực mặt. Rồi, nè con. Cảm ơn con. Rồi cảm ơn. Ủa. Đi đi con, rồi đi cảm ơn. Con. Cái con ơi. Ủa ừ cái gì con mà con ơi, cái đó là 32.000 một chai đó con. Người ta phải có chiến thuật rõ ràng. Cái này thiên biến dạng quá. Cái này gọi là ý trời. Đúng. Anh đồng ý. Hơn cao xanh ơi. Hay không bằng hên thôi. Con hai đứa mà rất hay. Không phải là hay bình thường mà nó rất hay và hên nữa. Vậy chị. Cảm ơn mọi người. Thí sinh Bích Ngọc đã tạo nên một điều bất ngờ không thể tin nổi dành cho huấn luyện viên Huỳnh Lập và các huấn luyện viên còn lại. Hãy cùng chờ xem tiếp theo sẽ là những điều thú vị nào. Xin chào hai bạn. Dạ chú. Hôm nay hai bạn ăn mặc đồ rất là ăn rơ nhau, đều là màu trắng hết. Đây là Ngọc Dầu, còn đây là Văn Minh đúng không? Dạ. Hai bạn có bằng tuổi nhau không? Dạ không. Không hả? Ai lớn hơn? Con. Con mấy tuổi? Dạ con 11 tuổi. 11 tuổi, còn bạn này? Dạ con 9 tuổi. Hai bạn đã biết nhau lâu chưa? Dạ lâu rồi. Mấy hai bạn đã biết nhau trong trường hợp nào? Dạ là trong chương trình Thiên Tài Siêu Nhí. Thiên Tài Siêu Nhí đúng không ạ? Dạ. Lúc đó thì các bạn là cùng một đội hay là khác đội? Dạ cùng một đội. Là một trái đấu, mong đứng lên, đọc gió rét lạnh lên, chỉ buồn thêm, bao nhiêu những em đêm. Như vậy là đã quen nhau nguyên một cái cuộc thi rất là dài rồi. Như vậy rất là ăn ý đúng không? Dạ. Thế các bạn nghĩ về nhau như thế nào nào? Ngọc Dầu nghĩ về Văn Minh thế nào? Dạ, Văn Minh là một con người hài hước. Hài điện một chút. Rồi còn Văn Minh thì thế nào? Dạ, bạn Dầu rất là vui tính nhưng mà cũng có một tí lanh chanh. Xinh không? Bạn xinh thì mình phải khen bạn xinh chứ. Bây giờ chúng ta đã rất là sẵn sàng rồi. Chú Khang sẽ chúc cho hai bạn của chúng ta sẽ thi thật tự tin nha. Đập tay cái ạ. Yeah. Yeah. Rồi bước ra sân khấu. Xin mời. So weary, when troubles come and my heart pretend be. When I am still, I'm quite
silent until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can. Bây giờ cho em qua nhà hai người được không? Dạ. Em rất muốn chọn luôn mà chị Lý không chịu. Tại sao? Ê, tại sao em không vô chịu? Nữa. Em, cũng... em đừng có ý kiến gì. Tại sao em không? Tại sao em không gạt? Tại à, em với lại cô giáo của em có một cái ý kiến nó như lửa với nước vậy đó. Em cũng vậy luôn. Lửa thôi mình luôn. Vô một đội đi. Vì riêng với gia đình ông và bố là thuận tình luôn. Cảm thấy rằng là nếu không gạt là không thể được, cho nên hai đứa cùng gạt. Còn tại sao hai gia đình còn lại lại rối ren như vậy? Chị Ly cứ gieo trong đầu em. Tôi nói là, chị nói là bình tĩnh Lập ơi, đừng manh động. Bình tĩnh Lập ơi, đừng manh động. Trời ơi, mọi thứ nó quá rõ ràng trước mắt vậy mà không manh động làm sao được. Hai bé hát quá hay. Con ơi, con có khả năng hát tiếng gì khác được không? Ví dụ là tiếng tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng... Sao bé nó hát như vậy là tiếng Anh là quá giỏi rồi, đòi hỏi quá. Con. Sở trường ngoài bài hát với anh ra con hát được dòng nhạc nào nữa? Có dân ca đương đại hay là mình có hát nhạc bolero, mình có hát nhạc rock được không? Dạ, con hát được nhạc rock và mấy nhạc dancer. Rock kìa chị, rock kìa chị. Nhạc gì con? Và dạ, nhạc mấy nhạc sôi động. À, dance. Ơi quên, tụi con giới thiệu đi, tụi mình tên gì? Dạ, con tên là Ngọc Giàu, năm nay con 9 tuổi. Con. Dạ, con tên là Văn Minh, năm nay con 11 tuổi. Con là Ngọc Giàu cho nên con hát rất là giàu cảm xúc. Còn con là Văn Minh cho nên là con hát rất là văn minh. Lúc mà bé Văn Minh phiêu đó, chú Vũ nhớ không? Nhắm mắt,
hít hơi thẳng lưng, hai tay dang ra như thế này, trội dõng dạc thật. Ôi, cái phong thái của con thiệt là người lớn. Chú nghĩ là chú biết lý do tại sao hai đội kia không chọn hai con rồi, là tại vì hai đội này biết là chắc chắn là hai đúng con rồi, phải thuộc về cô chú thôi. Là tại vì cái màu sắc này là chỉ có cô chú có thể hòa quyện với con, có thể hát. Và chú thích nhất là lúc mà Văn Minh hát á, con rất là đam mê và con cháy bỏng với lại cái ca khúc này. Con hát con không cần biết ai xung quanh đang làm gì, đang nhìn gì hết. Con hát mà con vậy nè, làm cho chú rất là sướng. Nói chung là chú chào mừng hai đứa vào đội của cô chú. Come here. Cố gắng lên đi với con. Rồi. Chào mừng con đến với gia đình của cô chú nha. Dạ. Chúc mừng đội Vân Vũ đã có được hai thí sinh tài năng Văn Minh, Ngọc Dầu. Và cặp đôi tiếp theo liệu có chinh phục được các huấn luyện viên hay không? Xin chào mọi người. Con tên là Nguyễn Hồng Tiên, con đến từ thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Và đây là bạn song ca cùng với con. Con tên là Trần Thị Thu Tuyết và con đến từ Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Lần thi này thì tụi con sẽ trình bày ca khúc Em Tôi. Và cái bài này á, lúc mà tập thì khi mà nghe được những cái chữ, cái câu người ta hát, rồi khi mà tụi con bắt chước lại thì nó cũng hơi khó, nên là con cũng với lại Tuyết là quyết định rằng là cũng phải cố gắng làm sao để mà hiểu được cái nội dung bài hát cho nó tốt nhất. Chị hiểu nội dung bài hát như thế nào? Cái bài hát này á, nó nói là nội dung về một cái người em, giả sử như đi đâu đó thì chẳng hạn á, cái xong rồi là mưa nắng á, là rồi không có về được, thì lúc đó là người chị ở nhà thì cứ lo lắng rồi trông mong cho cái người em nó về, cảm giác như là mong lo lắng cho em, sợ em đi mưa đi nắng gì đó, sợ bị bệnh nên là trông cho em về mau. Còn của em thì em hiểu bài hát, cái nội dung bài hát nó như thế nào? Em hiểu là nội dung bài hát là người em thì đi ra ngoài trời mưa rất là lâu, còn chị ở nhà rất là lo lắng. Mưa thì không tạnh cho nên chị cầu nắng cho tớ để sưởi ấm em, thấy em lạnh sợ bệnh. Cho nên trước chung là chị rất là lo lắng cho em. Vậy là nội dung bài hát của em nó cũng như là nó tự tự giống như cái bài hát của chị. Thôi bây giờ là hai chị em mình cũng cố gắng là lên sân khấu biểu diễn thật là tốt, nhập tâm vào bài hát và trình diễn thật tốt. Bây giờ hai chị em cũng cố gắng nha. 1, 2, 3, yeah! Thank you.
Wow. Thưa quý vị, cho đến hiện giờ thôi nha, đây là cặp mà Nguyễn Khang thấy có sự bè phối ăn ý quá là hay luôn. Hát mà nổi da gà luôn á. Rồi, hai cô gái giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, con xin kính chào ba vị huấn luyện viên, các quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Hồng Tiên. Con xin chào các huấn luyện viên và các khán giả. Con tên là Trần Thị Thu Tuyết. Bây giờ thì hai đội kia không có bấm nút, thì chỉ có mỗi đội này, thì Nguyễn Khang muốn nghe những chia sẻ của đội này trước đi, rồi mới mời hai đội kia sao. Hôm nay khi mà chú nghe hai con hát á, đoạn đầu thì chú cũng ok, chú thấy được. Nhưng mà một khi mà hai con đã bè với nhau, chú mới bị hớp hồn ngay. Chú không ngờ là hai con còn trẻ tuổi như vậy mà cái cảm thấu âm nhạc nó lại tốt đến như thế, để mà bè vừa hòa quyện vừa chắc mà nó lại chạm tới được lòng người. Cho nên là cô chú rất là vui khi mà không có ai khác chọn con hết. Có nghĩa là con về với đội chú rồi đó. Xin mời đội của Khả Như với lại Ngô Kiến Huy. Tôi cảm thấy có cái sự bức rứt trong đội của mình. Lý do vì sao tôi không biết, vì sao mà không nói ra được. Nói đi Huy, em nói đại diện em nói đi. Đừng lần đi đến thế. Bình thường mình cũng hoạt ngôn lắm thì mình chia sẻ ra một chút mà. Hai đứa con hát làm cho cô chú câm lặng luôn á con, mà bị cào cấu á khẩu rồi, bị á khẩu không biết phải làm sao. Không biết chị Ly có chia sẻ gì không? Giọng của hai con tốt, rất là tốt. Cô cũng thấy quấn quýu chứ bên đây á, nhưng mà tại vì bên cô bây giờ là cái số lượng của cô nó rất là có nhiều hàng. Cho nên là, và cái màu của con vào chắc con sẽ cạnh tranh với cái mắt các bạn khác rất là nhiều. Chúc mừng tụi con rất là nhiều. Dạ, tốt lắm cô. Như vậy thì trong cuộc chiến này chỉ có một đội duy nhất đã gạt cần, đó là đội của Ốc Thanh Vân và Dương Triệu Vũ. Xin chúc mừng hai bạn đã thuộc về đội của Vân Vũ. Xin mời. Khả năng bè phối tuyệt vời của hai bé Thu Tuyết, Hồng Tiên đã chinh phục được đội Vân Vũ. Sau đây sân khấu sẽ được nhường lại cho cô bé dịu dàng và dễ thương trong tà áo dài đỏ, Yến Nhi. Giới thiệu đôi nét về mình đi, con tên gì, đến từ đâu? Con tên là Nguyễn Thị Yến Nhi, năm nay con 11 tuổi. Rất là muốn đón con về với đội của cô, nhưng mà vì trong đội của cô
cho đến thời điểm hiện tại á, thì đang cần một màu sắc khác. Tuy là ngày hôm nay tiết mục của con chưa phải là một tiết mục quá xuất sắc, nhưng mà nó cũng rất là tình cảm, rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng. Và cái cách mà con trò chuyện với mọi người cũng cho thấy con là một cô bé rất là đáng yêu. Cô cảm thấy rất là có thiện cảm với con. Và cô cũng xin lỗi con vì cô chú chưa chọn con. Con đừng buồn cô chú nha. Cảm ơn cô. Yến Nhi thân mến, nếu như mà con vẫn đam mê ca hát và con yêu thích ca hát thì mình cố gắng mình học thêm với cô giáo thanh nhạc nữa ha. Và năm sau chú tin là con quay trở lại, hứa với chú quay trở lại chương trình này được không? Hai chú cháu mình đập tay nha. Dạ, yeah, cảm ơn con rất là nhiều. Nào, bây giờ mình đi xuống dưới ôm các vị huấn luyện viên một cái. Cảm ơn con, Yến Nhi. Xin chia buồn với bé Yến Nhi và hẹn gặp lại bé ở những mùa thi sau. Tiếp theo, hãy đến với một cô bé xinh xắn, đáng yêu đến từ vùng đất Tây Nguyên, Lâm Đồng, Phương Nhi. Con xin chào các cô chú. Con tên là Phạm Hoàng Phương Nhi. Sở thích của con là đi chơi, du lịch, nuôi chó, nuôi mèo. Nhưng mà con lại thích nhất là ca hát. Bố con làm giáo viên dạy toán, còn mẹ con làm nhân viên ở thư viện. Con đam mê ca hát từ hồi còn bé. Hồi nhỏ thì con hát chưa được hay lắm, nhưng ba con đã thấy con bắt nhịp được tốt các bài hát và cho con đi học hát. Lần này con đã quyết định đi thi chương trình Dự định song ca nhí, vì con muốn được hát trên sân khấu, được đứng trên sân chơi bổ ích này giúp con luyện giọng hát hay hơn. Hiện tại con cảm thấy rất tự tin. Mọi người hãy ủng hộ cho con nhé.
con xin chào các huấn luyện viên và toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Chào con, dễ thương quá. Con rất là bản lĩnh. Rất bản lĩnh. Con bước ra đây với một nụ cười mà chú biết là con dĩ nhiên là con buồn, cái đó là điều ai cũng hiểu được. Nhưng mà con rất mạnh mẽ để giữ được nụ cười ở trên khuôn mặt của con. Con phải hiểu rằng là bây giờ đó là cô chú tìm một cái giọng hát để mà thích hợp, để mà bắt cặp. Và hiện tại thì cái dòng nhạc của con là cô chú không có ai để mà có thể ghép con chung được. Cho nên cái đó là cái điều đắn đo của cô chú. Cô chú xin lỗi con. Rất là tiếc. Nhưng mà mình làm quen với nhau nha. Con giới thiệu về mình đi. Dạ, con tên là Phạm Hoàng Phương Nhi, năm nay con 11 tuổi và con đến từ huyện Di Linh, Lâm Đồng ạ. Wow. Con ơi, cái bài hát của con á, từ cái đoạn mà con chuyển đến giọng thiệt qua giọng gió rất là ngọt nha. Lúc mà cô Như cô nghe ở dưới có nói, ủa, giọng lạ vậy? Bởi vì sao giọng con chuyển rất là hay. Con chuyển đi dừng lại rất là điêu luyện. Con có học hát không hay là con là bản năng con đã như vậy rồi? Không học hát luôn. Là con từ đâu mà con biết cách hát? Dạ, là từ ba con chị ạ. Con tập ở nhà với ba. Ba con là giáo viên thanh nhạc hay là ba con là ca sĩ? Dạ, ba con là giáo viên dạy toán. Giáo viên dạy toán mà dạy luôn cả thanh nhạc. Quá hay. Chắc ở nhà mê hát karaoke nè. Con không được chọn mà cái phong thái của con làm cho cô cảm thấy tất cả mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm anh chị. Nó thấy nhẹ nhàng và cô bé thì đến đây như là một cuộc dạo chơi. Quá bản lĩnh con ơi, một tràng pháo tay nữa dành cho bé. Vậy là giỏi lắm á. Giỏi. Hôm nay con có bị cảm không vậy? Dạ, con thì không bị cảm nhưng mà có bị hơi đau họng. Tại vì cô nghe cái giọng con nó hôm nay nó sao đó, phải không? Nó không có ổn lắm cho nên là khi con hát cái nó không có được trọn vẹn bài hát lắm đâu. Nhưng mà ở đây ai cũng thích ở con này cái tinh thần mà khi mà mở cửa ra như thế mà cái nụ cười lạc mình quan chị. Chưa chắc mình người lớn mình làm được điều đó đâu nha. Chính xác chị. Chưa chắc mình người lớn mình có được điều đó đâu, mình sẽ rất là buồn luôn. Mà ở đây tuổi con nít mà con rất là hay, con có một cái tinh thần rất là lạc quan. Cô cũng rất là thích. Sao ta? Thôi vì đây thì đây cũng là một cơ hội. Chị Ly ơi. Hả? Cái gì mà cứ chị Ly ơi hoài vậy, nãy giờ em chị không thấy em lên xà quần nữa vậy Như? Tại vì chị Ly mỗi lần mà chị nói sao ta như. Chị đứng lên chị kéo váy là tôi thấy có niềm tin chiến thắng. Con ơi, ngoài thể loại con vừa trình bày ra thì con còn biết thể loại nhạc nào khác không? Tặng cô chú một hai câu đi. Dân ca đương đại về rock ạ. Rock hả? Rock hả? Cái gì? Thôi bây giờ hát rock. Hát rock. Chà, hát rock đi, mình hát rock cho nó khác cái màu hồi nãy con. Tự tin phải hát. Mình quậy tưng bừng lên nè. Mình quậy tưng bừng lên. Con hát đoạn điệp khúc của bài Sắc Màu. Wow. Xin mời con. Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình. Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây. Một đêm trong đêm thơ, một vầng trăng trôi loa. Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình. Yeah. Em để ý là cái cách nhả chữ của bé này rất là đặc biệt nha, không có lẫn với những cô và bé khác nữa. Nhấn nhá đó, cái nhịp nhấn rất nhá. Chắc. Cứ lập ơi. Vậy đó. Lập. Dạ. Lập bà. Dạ. Thôi đón con về đi. Trời ơi. Phương Nhi, cô bé nhỏ nhắn đã thuyết phục được cô Tư Cẩm Ly bằng bản lĩnh tuyệt vời của mình. Và cặp thí sinh cuối cùng của tập thi này sẽ có điều gì bất ngờ nữa không? Bật mí với mọi người, mặc dù con ghép cặp với bạn Minh Anh, nhưng con không có ưa bạn đó đâu. Người gì đâu một cột, tóc hai chùm nè, còn đeo vòng cổ nè, rồi mặc áo gì mà đỏ lè. Tưởng tôi thích bạn à? Người gì đâu mà mặc cái váy màu đen thui à? Xong rồi là đi đôi tất màu trắng này, lại còn đi đôi giày màu đen nữa. Trắng có ưa tí nào đâu nhỉ. Ủa, mà mình thấy cái gì đó nó sai sai rồi nha. Mình cũng thấy có cái gì nó sai sai á. Thì ra bọn mình mặc đồ giống nhau. Nói vui vậy thôi, chứ hai đứa con rất là yêu thương nhau và thân thiết với nhau. Bọn con sẽ cố gắng hát thật tốt và phối hợp ăn ý với nhau, chinh phục được các vị huấn luyện viên để bước vào vòng tiếp theo. Yeah!
at the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the fairy daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I tread, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. See the light where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I know. If I go there, just no telling how far I go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. I can live with fright, I can make a storm, I'll be satisfied if I play alone. A different song, what is wrong with me? Ở đây mong người coi được trong niềm vui và yên bình, sống nhau thật ấm áp, chẳng có những âu lo buồn phiền. Và chân thành hết lòng, không mình ghen oán trách, và sẽ mãi mãi em bóp nụ cười. Đừng từ họ trong tôi sẽ làm đến sức sâu, để từng ngày trôi qua đừng ngọt tràn thương yêu. Đừng trong có tim lựa chọn rằng tiếng hát nếu tôi thuộc về. Từng tiếng nóng, từng nơi xa, từng lấp lánh mặt biến rời, chẳng ai biết. Cho chú hỏi thêm nữa, ngoài cái dòng nhạc này thì các con còn có cái năng khiếu hay cái sở thích nào khác không? Dạ, ngoài dòng nhạc này thì con còn có thể hát được nhạc quê hương và nhạc dân ca đương đại ạ. Dân gian đương đại đúng không ạ? Rồi, còn con thì sao? Dạ, ngoài dòng nhạc này ra con còn hát được nhạc tiếng Anh, nhạc ballad và nhạc dân ca. À, rồi hai con giới thiệu đôi nét về mình đi, con tên gì? Dạ, con tên là chị Ngọc Minh Anh, năm nay con 9 tuổi. Dạ, con tên là Nguyễn Hải An, con 9 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Các con có phải là bạn với nhau từ trước không? Các con có biết là nhau không hay là do được bắt cặp thôi? Dạ, được bắt cặp ạ. Vâng. Đều vậy. Xin phép huấn luyện viên tí xíu là có một cái điểm mà rất là khai thác được từ bé Hải An, là bé Hải An có thể chơi nhạc cụ dân tộc rất tốt. Con đánh được nhạc cụ dân tộc là môn đàn nào ạ? Dạ, đàn bầu. Đàn bầu, bé đánh rất là hay đàn bầu. À, đây là một cái yếu tố mà có thể khai thác ở bé đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì xin mời các vị huấn luyện viên chia sẻ. Nãy giờ là cặp gia đình nhà mèo nè, ít nói nhất á. Dạ, cô muốn hỏi hai bé một điều như thế này. Đó là tại sao mà hai bé lại chọn cái bài hát này? Ai chọn cho con hay là hai con thích? Tụi con muốn thích bài hát này hay là có người chọn bài hát này cho tụi con? Dạ, tụi con thích bài hát này ạ. Tụi con thích bài hát này. Ở trong cái bài hát này nó có một cái tính chất mà cô nghĩ là nếu như mà các con hát một hồi sẽ cảm thấy mình là nhân vật đó. Nó có cái tính kịch ở trong đó. Cô tưởng tượng được hai con nếu như mà mình biểu diễn một tiết mục mà nó lồng ghép cả nhạc kịch vào thì rất là tuyệt vời. Và khi mà nhìn con cái cô nhớ lại tất cả những vai diễn mà cô đã từng diễn, những cái vở nhạc kịch. Hai bé này cô
không cảm thấy là một cái sự xuất sắc của giọng hát, nhưng cô cảm thấy được cái lửa trong người của các con. Và cô nghĩ là sẽ, nếu như mà được tránh ngay ủng hộ chị mà. Cái này là chú Lập sẽ minh chứng, coi như làm chứng, làm chứng cho cô Như. Bởi vì chú Lập cũng làm việc với cô Như, mà cô Như coi như là trong nhóm nhạc kịch. Mà cái dòng nhạc hồi nãy tụi con mới hát á, là nó rất là phù hợp để cho tụi con có thể phát triển từ nhân vật ra giọng hát luôn, chứ không phải là ca sĩ thể hiện cái bài hát đó nữa. Mà con phải là nhân vật thì tụi con phải thể hiện được hết cái hồn của cái bài hát đó. Cho nên là về với đội của cô Khả Như đi. Tụi cô Khả Như cho tụi con vừa diễn kịch mà vừa hát nhạc, vừa là nhân vật, vừa là công chúa, công chúa luôn. Xin lỗi chút xíu Lập, em ở giữa em không bấm. Nếu mà em có ý kiến thì em phải có ý kiến trung lập, chứ em không thể như vậy được. Nếu như mẹ em qua đây cũng rất là phù hợp em. Tại vì bên đây cũng rất là khai thác ra cho Lập. Lập ơi, Lập được rồi, Lập. Thời lượng của hãng về chỗ đi em. Lập ơi, em lật như lật bánh tráng vậy đó Lập. Về với cô, bởi vì như thế này, mình hát thật sự là mình chưa, có thể là ở một cái chỗ đông người mình có thể mình chưa thật sự nổi bật. Nhưng mình có cái biểu diễn của mình, một tiết mục hoành tráng. Chiến thắng luôn mà trong tim tim. Cái gì vậy? Trời ơi em ơi, tránh ra cho chị nghe điện. Thì mình sẽ tuyệt vời. Nên hai con cứ suy nghĩ đi. Đến đây mình làm gì? Mục đích mình trên sân khấu lớn làm gì? Ít ra mình phải có một tiết mục hoành tráng và cho tất cả mọi người nhớ đến mình. Hãy chọn đội của cô. Cảm ơn các con. Chị mấy con ơi nhớ nha. Đội của chú là đủ hết lĩnh vực luôn. Giới thiệu tụi con được luôn, diễn cùng tụi con được luôn, hát cùng tụi con. Từ từ, bây giờ chúng ta nghe đội còn lại sẽ thuyết phục nè. Xin mời đội của chú Vũ và cô Vân. Nếu như mà hai con về đội của cô chú nghĩ là hai con không phải là cái bài hát đó không đâu. Hai con còn nhiều cái tố chất tiềm ẩn ở trong đó mà chưa ai biết được và chưa khai thác được. Mà một khi khai thác sẽ làm mọi người rất là bất ngờ. Cho nên chú đang mong đợi, chú rất là hồi hộp, không biết là mình có thể làm gì được cho hai cô bé này. Nhưng mà chú đã có một vài ý tưởng sẵn thế trong đầu rồi. Thế chú Vũ có muốn thử bé này hát thử? Con hát thử cho chú nghe một đoạn được không con? Một đoạn dân ca được không? Con ơi đó. Con, khi con hát con hãy nhìn về cô để tạo niềm tin cho cô nha. Rồi hát đi con. Thì con cũng tuệ quyết nơi. Con ơi, trời ơi, con ơi, con là phải về đây. Con ơi, như đó đủ rồi. Bây giờ cho phép cái đội ở giữa. Dài đội của con chú, dài đội của con chú con ơi. Ôi, vậy bây giờ đội thứ ba sẽ lên tiếng. Bây giờ lập giỡn mà. Có không? Giỡn không em? Không hỏi chị Ly là cái này, cái quyết định này có thật không? Dạ. Em thấy là hai bé này dòng nhạc nào cũng có thể khai thác được. Tại vì hồi nãy là thấy là nhạc kịch, nhưng mà nếu như mà cái nhạc kịch nó mà kết hợp với lại cái dân ca của các bé nữa, mà dân ca nhạc kịch nó trời còn gì bằng. Hay quá con ơi. Chú thấy điều đó đầu tiên rồi. Tại vì á, dân ca hay nhạc kịch gì cô cũng làm được con à. Diễn xuất là mọi thứ đa di năng là bên đây hết. Dạ thưa các anh chị, chúng ta có thể để cho người phụ nữ ít nói nhất trong đội chúng ta nói vài điều luôn à. Dạ xin mời chị Cẩm Ly chia sẻ đôi điều à. Nhìn kỹ đi nha, đôi giày cũng màu đen, đôi vớ phải có cái sọc thế, váy đen, áo giống nhau và đặc biệt. Và hai cái cục tóc nữa làm cô nhớ ngày xưa cô với cô Tuyết á. Mà khi mà đi hát chung á, là lúc nào cũng phải là cái gì cũng giống y chang hết trơn á. Nhìn rất là dễ thương. Mà đã vậy hồi nãy cô để ý một cái rất là quan trọng. Ở đây ban giám khảo có một người hỏi một cái câu gì đó, làm như một cái sự tương đồng, trả lời đồng thanh và đồng. Đúng là một cái câu trả lời khúc hết với nhau luôn. Và cái điều đó nó rất là quan trọng đối với hai người hát song ca. Tại vì song ca nó có phải hai người nó phải rất là coi như cái ăn ý với nhau thì nó mới là hòa quyện thành một. Thì tụi con có được rất là nhiều cái ưu điểm trong đó. Và cái sự tự tin trên sân khấu, cô chỉ nói như thế thôi. Chú hỏi hai con nè, trước khi mà bước ra sân khấu á thì hai con đã có cùng cái suy nghĩ, tại vì chú nghe cô Ly nói hai con nói cái gì cũng đồng thanh hết. Thế thì trước khi bước ra sân khấu, cái sự suy nghĩ về lựa chọn đội của hai con có giống nhau không? Dạ có. Có luôn. Rồi sau khi nghe cái thuyết phục thì hai con có quyết định chọn giống nhau không? Rồi thôi đó. Vậy quyết định đi khỏi. Dạ có đi. Thôi mà nó cũng đồng thanh nữa. Bây giờ dạng sự tùy duyên. Chú chỉ con muốn là hai con đồng thanh nói lên cái tên của hai vị huấn luyện viên mà hai con cùng chọn được không à? Rồi chúng ta chuẩn bị nha. Sự lựa chọn của hai bé Hải An và Minh Anh chính là: con xin chọn người đội của chú Ngô Kiến Huy và con Khánh Tiếp tục lại là một chiến thắng đầy kịch tính của đội Thờ Nhờn.
hay nhất. Dường như những chiến thuật mới của họ đã đem lại thành công ngoài sự mong đợi. Hy vọng họ tiếp tục giữ vững phong độ của mình trong tập thi tiếp theo.